Các vận động viên tranh tài ở các nội dung gồm bắn súng ngắn K54 bài 1, bài 2, bài 3 nâng cao, cá nhân và đồng đội, bắn súng tiểu liên AK bài 1, bài 2, bài 3 nâng cao, cá nhân đồng đội bắn súng tiểu liên AK bài 1, bài 2, nam nữ dân quân, đồng đội và cá nhân bắn súng tiểu liên AK bài 2 nâng cao, nam nữ dân quân. Hội thao bắn súng quân dụng, lực lượng thường trực quân đội và dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hội thao đã chỉ đạo chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và điều hành thi đấu, bảo đảm cho hội thao diễn ra đúng theo kế hoạch, thời gian quy định. Các đoàn vận động viên chấp hành nghiêm kế hoạch, quy chế hội thao, tham gia thi đấu đúng thành phần đã đăng ký, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của ban tổ chức, chấp hành nghiêm nguyên tắc, điều lệ hội thao. Từng vận động viên phát huy tốt tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, tính cạnh tranh cao trong quá trình hội thao. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã trao cờ nhất toàn đoàn đối với khối Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt và nhất toàn đoàn khối dân quân tự vệ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng. Ban tổ chức cũng đã trao 24 giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị thi đấu xuất sắc tại các nội dung đồng đội và 36 vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu cá nhân.